Thôi, đúng không? Dạ. Chút xíu cho cái đá lạnh vô nha. Dạ. Cho bà là trước khi bây giờ cho bà hết xíu. Đệ nhất cao thủ, đệ nhị cao thủ, chữa xong rồi. Cảm giác của mình, so sánh cái cảm giác hôm qua với bữa nay sao? So sánh cái hôm qua và cái hôm nay thì cầm con dao có vẻ chắc hơn. Dạ, nó chắc hơn. Với lại cái tay cái này, cái cảm giác này biết cái này là lạnh và biết cái này là sắc. Dạ, như hôm qua thì cầm thì nó cũng như là nó đơ rồi, không hiểu được. Nhưng mà hôm nay á, thì thấy cảm giác cái này nó biết lạnh này, ngón này bấm vào này biết lạnh. Với lại cầm nó được cắt về ngón út này nó không có cứng. Như hôm qua mới đến là nó cứng. Dạ, để cầm vô nó còn cứng, mà bây giờ cái ngón cái này này thì nó bóp vô nó. Tốt biết rồi. Cái này là nhựa này. Bây giờ biết cái này là biết rồi. Bây giờ cái này biết là nhựa. Hôm qua không biết. Không biết, hoàn toàn là cái chỗ này, nhưng mà hôm nay vẫn cái ba ngón này nó cũng còn kiểu như là còn bị một chút xíu. Một chút xíu. Nó bị một chút xíu, cái cảm giác của nó hơi như là cứng cứng, như là mình đeo cái bao tay sờ cái đồ nó. Nó cũng cộm. Dạ, nó cũng cộm vậy đó. Thì bây giờ rất là mừng là được cái con cầm cái con dao này, biết cái này là cái nhưng mà bác, nhưng mà bác đó là thấy ngày hôm qua tới giờ chữa mới có một lần á. Là bữa nay mới là lần thứ hai thì bác thấy cái kết quả như sao? Kết quả là tối hôm qua về sáng nay đứng dậy á, với lại lúc mà 3 giờ sáng đứng dậy đi tiểu thì nó không có nặng như là 100 kg như mọi lần trèo lên giường thấy nó nặng. Tại cái giường em hơi cao một chút, cái nệm nó cao, nó hơi cao. Nhưng mỗi lần em trèo lên thì em thấy nó nặng nề lắm. Nhưng mà hôm qua cũng như là nó nhẹ. Lúc mà 3 giờ sáng xuống đi tiểu, đứng lên trèo thấy nó nhẹ, và sáng nay dậy thì thấy nó nhẹ nhẹ, nhưng cái chân nó cũng còn hơi đơ đơ một chút. Dạ, cái bàn chân này thiệt ra nó đạp xuống như vậy á thì nó kiểu nó nhẹ rồi. Nhưng mà bữa nay bác bị lỗi á, là tại vì kêu bác chườm đá, bác chườm sai. Dạ. Thứ nhất á, nhắc lại cho bác biết á, là cái đá nó kỳ diệu lắm. Tức là khi bác chườm đá vô á thì bác bỏ vào trong cái lò vi sóng, và cái lò vi sóng đó là để 800W và trong vòng từ 4 đến 5 phút. Sau đó bác sẽ chườm ở vùng gan là nằm ở đây nè. Làm ở đây. Mà bác sao cũng may nha, là bác không có mệt, chứ còn nếu mấy bác mệt bác sẽ làm cho nó khó ngủ nha. Chứ còn nếu mà thật ra là để đây cái rồi một cặp nó để vô bụng dưới, thì cái điều quan trọng của cái cặp đá dược kỳ này đó là khi mà bác mà đã làm như vậy hàng ngày á, cho đến 120 tuổi bác phải trả đá lại cho tôi. Cái thứ hai nữa là khi mà bác sử dụng cái đá này rồi đó thì bác sẽ không bao giờ bị tai biến nữa hết, tại vì nó làm máu huyết lưu thông. Tùy tôi có một cái lời khuyên cuối cùng cho bác cho đó. Và xin lỗi không biết khi mà về nào mà bây mình cấm này cho cái túi vậy đặt lên cái lại tuột xuống đây. Bây giờ dễ lắm, bây giờ về buổi chiều á thì mình lấy cái phu la mình để vô đây, cái mình cột lại, cái mình giữ lại, rồi mình ngồi mình coi phim hay là mình nấu cơm nấu bếp cũng được, không có sao.
Và một ngày cố gắng làm cho tôi từ 2 đến 3 lần thì càng tốt. Dạ. Nha. Bây giờ bắt đầu chỉnh cái chân băng đi xíu, bắt ngồi xuống. Rồi, đưa tay đứng, đừng có mang dép nha. Rồi, bắt dịnh chắc cái tay ha. Rồi, ngồi xuống. Rồi, ôi trời, bắt đang ngồi ngon vậy ha. Trời ơi. Rồi, ngồi xuống. À, ngon quá, đẹp quá. Rồi, ngồi xuống. Ôi, chàng bắt đây giỏi ha. Rồi, bây giờ hôm qua là ngồi chân co chân rất là khó khăn ha. Thì bây giờ là co chân thử bây giờ ngon lành chưa? Khó chân. Đó, ôi trời ơi, như vậy là bên này thì đứng khoảng cách ở đây luôn. Hơi yếu chút đó, nhưng mà nói chuyện nói mình nhưng mà không này đứng lâu được rồi. Rồi xin chúc mừng bác. Em mới lại gặp chưa được hai ngày đi, mới lại đi xa lại. Dạ. Ok, em lại còn đi tiếp được. Dạ. Xa quá. Con trai hôm nay phải nghỉ nửa buổi để rồi, mẹ đi. Để là học qua con gái cũng nghỉ nửa buổi đưa mẹ đi. Rồi được rồi. Nha. Cảm ơn thầy nhiều nhé. Cứ nói thì này cảm ơn các anh chị giúp đỡ. Rồi. Cảm ơn nha. Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA, Viện Nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.